Hoàng Vi xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 và chúng tôi đang thưa dở với quý vị về một cái giai đoạn rất là quan trọng của bên phía đảng Dân Chủ. Chắc là quý vị sẽ đồng ý với Hoàng Vi rằng là cách đây một cái thời gian khi mà cử tri Mỹ cảm thấy rất là quải trước cái cuộc so găng của hai ứng cử viên là ông Joe Biden và ông Donald Trump và gần như cái tâm lý của những cử tri Mỹ đó, người ta thấy là trời hai nhân vật này chúng tôi biết rồi, giống như quý vị xem một cái trận đấu. Quý vị chuẩn bị bước vào một cái trận đấu mà hai đối thủ chúng ta đều coi dò coi cẳng và biết tổng đồng tông những cái điểm mạnh, những cái điểm yếu và biết rõ cái quan điểm của nhau rồi. Cho nên cử tri Mỹ cảm thấy chán bởi vì là hai nhân vật này đều đã là cao tuổi. Thì quý vị thấy thể hiện ở cái cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên ở trên CNN ngày 27 tháng 6 và đây cũng là cái nút thắt nè mà làm cho ông Biden phải đối diện với rất nhiều những cái tiếng nói kêu gọi ông phải rút lui đó. Quý vị nhớ cái cuộc uh, tranh luận đó đó, chỉ có 51 triệu người theo dõi thôi. Và người ta nói là đây là cái mức theo dõi thấp nhất trong những cái kỳ bầu cử tổng thống Mỹ trong cái thời gian vừa qua chứng tỏ là dân Mỹ quải lắm nhưng mà rồi sau cái sự kiện đó nó được thổi bùng lên bằng cái sự kiện là cựu tổng thống Trump bị ám sát hụt ở Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7 và từ đó cho đến nay những cái kịch tính liên hồi xuất hiện thưa quý vị thậm chí có nhiều chuyên gia về bầu cử Mỹ họ nói đó là thường vào tháng 10 các cuộc bầu cử tổng thống và vào tháng 10 thì nó sẽ phát sinh rất nhiều những kịch tính và cả hai bên là tung nhiều đòn vào nhau lắm và người dân Mỹ cứ lật đật cứ quay trái rồi quay phải quay phải rồi quay trái để nhìn xem là những cái chiêu trò những cái kịch tính và họ tung ra hết để mà lôi kéo cái lá phiếu của cử tri nhưng mà bây giờ chỉ mới là tháng 7, chưa đến tháng 10, mà những cái kịch tính liên tục xuất hiện. Và bây giờ cử tri bắt đầu quan tâm đến cái cuộc bầu cử này, quan tâm bởi một lẽ, họ ngạc nhiên vì sao cựu tổng thống Trump từ những cái rắc rối pháp lý và quá nhiều những cái ràng những cái gần như là hệ lụy. Và bây giờ ông đã vươn lên để mà đại diện cho Đảng Cộng hòa ra tranh cử. Nhất là cái câu chuyện quý vị đang thấy đây cái cú đấm, cái hình ảnh mà đi vô lịch sử của nước Mỹ trong một cái tấm hình ngàn năm có một đến giờ người ta vẫn cứ bàn hoài, cứng với thắc mắc hoài, vẫn cứ nghi vấn hoài. Là đây là một cái cái câu chuyện đã tự nhiên xảy ra hay là một cái sự dàn dựng. Nhưng mà bỏ qua cái thuyết âm mưu đó đi. Kể từ sau cái sự kiện đó thì người ta liên tục, liên tục bắt đầu quan tâm đến cái cái con đường của hai vị ứng cử viên là ông Donald Trump và ông Joe Biden. Trong khi ông Donald Trump gần như bây giờ thưa quý vị có nhìn qua cái đại hội đảng cộng hòa toàn quốc kết thúc vào hồi tối thứ năm tuần này nè khi mà ông trump có một cái bài phát biểu mà chút nữa đây hoàng vi sẽ thưa quý vị dài khoảng hơn 90 phút người ta mới nhìn thấy một cái điều gần như là tuyệt đối không có ai có thể phủ nhận là đảng cộng hòa toàn quốc bây giờ đã trở thành đảng trump và nhất nhật là phủ phục sau lưng của ông trump trong khi đó ở bên phía đảng dân chủ thì sao đang chia năm sẻ bảy đang lặng thinh, lặng thinh giữa hư không, lặng im giữa thinh không và đang nín thở để chờ cái câu trả lời của Tổng thống rằng ông sẽ quyết định ở lại cuộc chơi hay là ông giả từ cuộc chơi. Bên phía tòa Bạch Ốc, thưa quý vị, thì phát ngôn viên là Andrew Bates vào sáng thứ sáu này đã có nói với truyền thông là false. Tất cả những cái thông tin cho rằng ông Biden có thể là rút lui đó, tất cả là sai hết. Và sau đó họ gửi ra một cái bản memo ghi nhớ khẳng định rất là rõ ông biden nói rằng tôi sẽ ở lại cuộc chơi này tôi tiếp tục lên cho cái cuộc tranh cử kỳ này và nó sẽ không có gì thay đổi cho đến khi ông biden thắng cái cuộc bầu cử sắp tới và vì vậy người ta mới thấy nhất là cử tri của bên phía dân chủ họ thấy ngơ ngác họ cảm thấy tại sao có cái chuyện trống đánh xuôi kèn thổi ngược như vậy nếu quý vị lên tất cả những cái hãng truyền thông lớn mainstream mà ông Trump đã từng gọi là đài truyền thông thổ tả hay cánh tả đó như NBC, MSNBC, ABC, CNN, The Hill, chúng tôi có thể đọc ra một loạt kể cả New York Times nữa thì đều thấy những thông tin như là ông Biden có thể sẽ rút khỏi cuộc đua, cái thông tin đó sẽ được tuyên bố trong vòng 3 đến 5 ngày sắp tới thậm chí là cuối tuần. Đây là một cái giai đoạn rất là quan trọng. Nhưng mà bên phía chiến dịch tranh cử của ông thì vẫn khẳng định chắc nịch như cái lời mà chúng tôi vừa đọc quý vị và thông báo vào hồi thứ sáu mà họ đưa ra chính chủ tịch đồng chủ tịch của chiến dịch tranh cử của ông biden cũng có nói ấp mở rằng tổng thống đang cân nhắc về khả năng ai sẽ là người có nhiều khả năng đánh bại ông donald trump nhất có nghĩa là vẫn là một cái khả năng để ngỏ là ông biden có thể tiếp tục hoặc là ông biden có thể rời cuộc đua trong cái trong những cái dòng thông tin gần như là hỗn loạn của bên phía Đảng dân chủ, rõ ràng Đảng dân chủ hiện nay đang rất là mông lung và đang rất là hỗn loạn thưa quý vị. Thì có những cái ý kiến đã bảo vệ ông Joe Biden cho đến tận cùng, đó là những ý kiến của những vị lập pháp mà bên phía cấp tiến như cô dân biểu AOC như ông thượng nghị sĩ Bernie Sanders, như bà thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đều là những cái nhân vật cấp tiến và cũng đã một thời chỉ trích ông Biden rất là nhiều. Nhưng mà ngạc nhiên lắm, trong cái cuộc tranh cãi kỳ này nè, chính những nhân vật cấp tiến này lại đứng ra bảo vệ ông Biden. Cô AOC hôm thứ sáu, á, cô có một cái bài, một cái lời phát biểu thế này nè thưa quý vị. Cô nói á, họ những cái người mà bây giờ đang áp lực ông Biden rút lui á tin tôi đi họ không dám nói hết sự thật họ chỉ mới nói một nửa thôi à để cho tôi nói cho quý vị nghe cái sự thật là gì nè đây là lời của AOC nói nhé là những người cái giới tinh hoa trong bên phía dân chủ á, mà muốn đẩy ông Biden đi á, là họ đẩy ông Biden đi và họ cũng không muốn bà Kamala Harris có trên lá phiếu luôn ủa vậy là sao Ủa vậy là sao? Thế thì theo cô AOC nói rằng á, Những cái sự mà chia rẽ bên phía đảng Dân Chủ như thế này à, Nó chỉ làm hại cho đảng Dân Chủ mà thôi Hãy tin tôi đi Đó là một nửa sự thật Mà những người muốn đẩy ông Biden ra Và chúng tôi cũng đọc được những cái dòng thông Những cái bài báo đó Những cái người uh, thân cận với ông Biden Có nói Chia sẻ với truyền thông Trong cái điều kiện là ẩn danh đó Có nói rằng ông Biden hiện nay cũng đang cảm thấy là bị phản bội. Ông đang cảm thấy bị phản bội vì những cái sức ép mà kêu gọi ông rút lui. Bất chấp những cái gì mà ông đã làm cho đảng Dân Chủ và cho nước Mỹ. Đó là những cái thông tin về bên phía ông Biden là nói như vậy. Bên cạnh đó thưa quý vị, ngày hôm nay có một lá thư của 1.400 người phụ nữ trong những cái tổ chức phụ nữ da đen đã đồng loạt ký tên một cái lá thư gửi cho ông biden và gửi cho bên phía các nhà lập pháp bên phía đảng dân chủ họ nói nhiều lắm trong cái lá thư những cái ý chính á, họ nói rằng họ vẫn ủng hộ đối với ông biden mặc dù bây giờ ở trong đảng đang xào xáo lẫn nhau như thế này và đòi là đẩy ông đi trong cái lá thư họ viết rằng lịch sử là một cái người thầy rất là vĩ đại và đã dạy cho chúng ta rất là nhiều điều trong đó có một điều rằng nếu như mà chúng ta có cái sự mà chia ly cái sự mà phân tán như thế này lũng củng như thế này thì chắc chắn là chúng ta sẽ thất bại trong lá thư cũng có lặp lại một cái ý là ông Biden đã được cái sự đề cử của cử tri đoàn trong cái cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ. Vậy mà bây giờ đòi đẩy ông ấy đi như vậy, chẳng khác nào là phủ quyết cái ý định, cái cái tư tưởng và cái sự đề cử của những cử tri bên phía Đảng dân chủ trong cái cuộc bầu cử sơ bộ và cái điều đó nó đi ngược với nền dân chủ của nước Mỹ thưa quý vị. Và ông và họ cũng viết trong lá thư rằng không thể chỉ vì sau một cái cuộc tranh luận và nhìn thấy người ứng cử viên đại diện cho đảng của mình có vẻ như khó khăn trong việc giành chiến thắng thì ở những cái thời điểm mà khó khăn như thế này, người ta vội vã đẩy cái người lãnh đạo của đảng ra bên lề. Đó là một cái chuyện không có tôn trọng, họ dùng từ disrespectful và họ cũng là một cái quy trình, một cái quyết định mà nó phi dân chủ, in democratic thưa quý vị. Đó là cái ý kiến của những người mà ký tên 1.400 phụ nữ đứng đại diện cho các cái phụ nữ da màu ở trên khắp nước Mỹ, họ đã viết như vậy. Và họ đề nghị rằng bây giờ bên phía đảng dân chủ hãy đoàn kết với nhau. Hãy đoàn kết với nhau để mà đừng có lăng tăng nữa để mà đẩy ông Biden ra phía trước. Thì đó là ý kiến của những người ủng hộ. Nhưng mà như chúng tôi đã thưa trong những cái chương trình sự kiện vừa rồi thưa quý vị. Những cái ý kiến mà concern lo ngại về khả năng chiến thắng của ông Biden khi hiện nay ông đã 81 tuổi với những cái dấu hiệu như ông không còn là ông Biden của 3 năm trước nữa và liệu rằng và liệu rằng nếu chúng ta cứ đẩy ông đi đến một cái cuộc đấu mà có thể là ông sẽ không giành chiến thắng hãy thử hình dung nhắm mắt và thử hình dung nếu như ông Biden không thắng cái cuộc bầu cử này vậy thì dậu đổ bìm leo hay là trăm dâu đổ đầu tầm và người ta sẽ mổ xẻ những cái nguyên nhân thất bại của cái cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới đây lúc đó thì họ sẽ chỉ trích chỉ chiếc ông biden đến cỡ nào nữa và nữa nếu như thực sự những người ủng hộ ông biden và ủng hộ bên phía đảng dân chủ và ủng hộ cái chương trình nghị sự cái agenda những cái chính sách mà ông biden đã thực hiện trong suốt 3 năm qua vậy tại sao không nghĩ thoáng hơn cũng là những người đó là bà kamala harris vẫn tiếp tục nối gót những cái di sản đó và đi ra tranh cử thì cái khả năng có thể giành chiến thắng hơn tuy nhiên thưa quý vị nói đi thì lại nói lại nói lại thì lại nói đi ông biden hiện nay ông đang sức lo ngại về cái khả năng bà kamala harris có thực sự thắng được ông cựu tổng thống donald trump hay không chúng ta đã thấy và quý vị đã thấy ông trump hiện nay là một cái thế lực rất là mạnh ở trong đảng Cộng Hòa bây giờ và gần như sau cái sự kiện ám sát hụt ở Pennsylvania ngày 3 tháng 7, cái sự kiện đó nó đã thổi lửa, nó đã truyền cảm hứng và chắc chắn là sẽ đẩy những người Cộng Hòa mà trước đây họ còn phân vân, họ là no Trump bởi vì những gì mà ông Trump đã thể hiện sau cái cuộc bầu cử năm 2020, sau cái sự kiện bạo loạn quốc hội ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Nhưng mà nay trước cái sự lựa chọn giữa ông Biden đang có những cái dấu hiệu về tuổi tác và sức khỏe mặc dù phải mở ngoặt đơn thưa quý vị ông biden già một lần nữa ông trump cũng già ông biden nhớ nhớ quên quên ông trump cũng vậy nhưng giữa hai cái yếu và cái già đó rõ ràng đương kim tổng thống đã không đủ cái sự sắc sảo để mà tranh luận và đấu với ông trump trong thời gian sắp tới cho nên những cái lo ngại của bên phía đảng dân chủ ở cái thời điểm này cũng là chính đáng thưa quý vị trong cái mớ dòng những cái nhân vật bây giờ người ta đang sức bàn sức nhiều về cái uh, cái, cái cái lá phiếu là bà Kamala Harris liệu là có nên đẩy đến cái vị trí là cầm tài hay là người tài xế hay là người đứng cái hay là người dẫn dắt cái lá phiếu dẫn dắt cái cuộc tranh cử này đó thì người ta lại đặt tiếp cái câu hỏi rằng ai sẽ đứng phó cho bà Kamala Harris thì tính đến thời điểm này thưa quý vị chắc chắn Hoàng Vi cũng chắc luôn quý vị đang nghĩ đến ông Gavin Newsom Ông thống đốc của California hoặc là thống đốc của Michigan là bà Whitmer Nhưng mà xin thưa quý vị, hai nhân vật mà gần như là người ta nghĩ đến đầu tiên nhất Đã chính thức nói rằng chúng tôi không có tham vọng đó Chúng tôi không muốn, họ nói họ không có cái interest, họ không có muốn cái chuyện đó Mặc dù cái bác Gavin Newsom này đây nè Trong cái buổi uh, tối ngày thứ năm, sau khi ông Trump vừa kết thúc cái bài diễn văn để mà chấp nhận cái kết quả Sự đề cử của đảng Cộng Hòa 90 phút như chúng tôi nói đó Ông Newsom lên coi như là ngồi 90 phút Theo dõi xong lên phán câu trên mạng X là boring Rồi toàn là những lời nói dối Chúng ta sẽ thắng ông Trump trong cái kỳ bầu cử này Nhưng mà vời bác ra để mà Tranh cử thì bác không ra Có nhiều người nói rằng là ông ông Newsom, ông không muốn rằng là rời khỏi chiếc ghế thống đốc ở California là một tiểu bang vàng với cái nền kinh tế đứng thứ năm trên thế giới. Ngồi chiếc ghế này thì nó hay hơn chứ, nó có nhiều thứ hay ho hơn chứ so với việc là bước ra để mà tranh cử thời điểm này hoặc đây chưa phải là thời điểm chính mùi. Nhưng mà chắc chắn hai nhân vật mà quý vị đang nghĩ tới nếu quý vị theo dõi sát sao tình hình chính trường trên thế của Mỹ đó thì họ đã từ chối thẳng. Một cái nhân vật mà người ta cũng đang nói đến rất nhiều đó là ông Mark Kelly là thượng nghị sĩ của tiểu bang Arizona thưa quý vị mà nhiều người cũng đang đặt cược là có thể là sẽ chọn đứng phó với bà Kamala Harris trong trường hợp nha, trong trường hợp mà ông Biden rút lui. Ông thượng nghị sĩ Mark Kelly này là nằm trong số 4 ứng viên mà trong những cái cuộc thăm dò ở những cái tiểu bang chiến trường đó, họ nhìn thấy là ông Mark Kelly có thể còn hơn cả ông Biden và bà Kamala Harris trong cái việc giành được số phiếu của cử tri tại những cái tiểu bang chiến trường. Ông Mark Kelly này 60 tuổi, từng là phi hành gia và như chúng tôi nói là thượng nghị sĩ của tiểu bang Arizona, ông chính là anh em sinh đôi với nhà du hành vũ trụ Scott Kelly, là người từng lập kỷ lục ở lâu nhất trong không gian khi trải qua 340 ngày liên tục trên trạm không gian quốc tế vào năm 2016. Bản thân hai anh em này đó thưa quý vị, đều là phi công của Hải quân Mỹ. Cho nên bây giờ mọi người cũng đang bàn tán và nhìn về ông kelly này rất là nhiều thì đó là một số những cái sự kiện những cái tranh cãi bên phía đảng dân chủ và một lần nữa tất cả những cái sự trông chờ đều nằm ở quyết định của ông biden đương kim tổng thống biden liệu là ông quyết định ở lại cuộc đua này hay là ông sẽ giả từ cuộc đưa và theo những cái thông tin mà truyền thông công bố đó từ những cái giới chức thân cận của ông đó thì có thể là cuối tuần này đây hoặc chậm nhất là đầu tuần sau cái thông báo đó sẽ được chính thức và từ đây đến đó thì cử tri dân chủ vẫn cứ hồi hộp chờ và chắc chắn là cái quyết định như thế nào thì nó cũng sẽ đẩy cái cuộc bầu cử của nước mỹ vô một cái trạng thái đã bắt đầu nóng lên và rất là nóng. Chưa cần đến tháng 10, chỉ mới ở tháng 7 mà cử tri Mỹ đã cảm nhận cái không khí nóng hổi, nóng hừng hực của cái cuộc bầu cử này. Và Hoàng Vi xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại.